Thưa quý vị, thưa các bạn, ít ngày trước thì đàn lợn gồm 3 nái 1 thịt của hộ gia đình ông Phạm Nhật Trương ở thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam đã bị tiêu hủy nghi do mắc dịch tả lợn châu Phi. Do số lượng lợn của gia đình ông Trường còn lại quá nhiều 33 con nên buộc phải lấy mẫu đi xét nghiệm. Chi cục thú y vùng 4 đã kết luận đàn lợn của ông Trường âm tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Và với kết quả này thì ông Trường định bán số lợn còn lại. Tuy nhiên, 5 con lợn thịt trong đàn đã bị chết với các biểu hiện của dịch tả lợn châu Phi. Đây là hiện trường 5 con lợn chết của hộ ông Phan Nhật Trường tại thôn Tú Ngọc B, xã Bình Tú. Những biểu hiện này là dấu hiệu của dịch tả lợn châu Phi. Trước đó thì có nhỏ có nuôi bò heo nái có chữa mà nó bỏ ăn, cái rồi nó xấu cô, là ngày đầu tiên là nó chết một con là anh quỷ. Với lại thêm một con heo thịt ở trong chuồng của mình là nó chết một con nữa là anh quỷ hai con. Đến ngày sau là tiếp tục chết hai con heo nái nữa là anh quỷ tiếp. Và anh cũng có yêu cầu là quỷ hết cho anh chứ để nó tốn tiền bột và nó xúc heo đồ này nọ, nhưng mà người ta họ cái quy định là phải lấy mẫu. Thì trong khi trước khi chưa có mẫu thì người ta vô họ tôi mà người ta họ mua thì anh cũng không bón được, tại vì có mẫu mới bón. Thì anh chờ có mẫu xong thì ngày hôm trừ, bây giờ xóm này nó chết rồi. Trước đó, hai lần tiêu thụ lợn của gia đình ông Phan Nhật Trường, người cán bộ thú y xã Bình Tú này cũng đã có mặt và khẳng định những biểu hiện heo chết lâm sàng là triệu chứng của dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, do đàn lợn còn lại của hộ gia đình ông Trường quá lớn, buộc phải lấy mẫu xét nghiệm mới cho tiêu hủy toàn bộ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm lại là âm tính. Nếu không may, hộ ông Trường bán số heo còn lại, thì nguy cơ lây nhiễm sang nơi khác rất cao. Cơ quan chuyên môn nó cách có mẫu xét nghiệm ngày hôm qua là âm tính, thì sáng nay cho bón. Nhưng mà sáng nay là do súc đã chết. Thì đó mới đạt ra một câu hỏi là cái việc là thú y cơ sở ở đây tin vào cái mẫu xét nghiệm của cơ quan chuyên môn. Thì nếu như mà do súc đây chưa kịp chết mà bón ra như vậy thì cái tỷ lệ bệnh nó sẽ lây lan rất là lớn. Đối với lại cái kết quả chỗ hộ ông Phan Nhật Trường Bình Tú thì nó biểu hiện âm tính, đây là một trong những cái biểu hiện bình thường. Bởi vì đối với con heo nó đã chết thì nó rất nhiều nguyên nhân để chết, chứ không phải là mỗi một cái bệnh dịch tả lợn nó chết. Dịch tả thường cổ điển nó vẫn cháy, tuổi trùng cấp tính nó cũng cháy, thậm chí tai xanh và các cái bệnh khác, chứ không phải một cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Và qua kiểm tra lấy mẫu để huyết thanh để chẩn đoán thì có kết quả là âm tính. Đây là một cái biểu hiện bình thường, bởi vì bệnh dịch tả lợn châu Phi là một cái bệnh mà nó có cái biểu hiện khi lấy mẫu máu để xét nghiệm. Chỉ khi có giá trị hiệu quả dương tính khi nó là con vật đang sốt. Và vừa qua thì lấy mẫu ở trên con lợn có bệnh và những con lợn khỏe để sẽ kết hợp thành một mẫu gộp xét nghiệm. Kết quả lần 1 âm tính, sang lần thứ 2, mẫu xét nghiệm được lấy từ 5 con đã chết. Kết quả lần 2 này là dương tính, do chi cục thú y vùng 4 kết luận. Sau khi có kết luận lần 2, Ủy ban Nhân dân xã Bình Tú phối hợp với lực lượng tiêu hủy đã tiêu hủy toàn bộ đàn lợn còn lại.